Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, hội tụ gió trên mực 1.500m sẽ là tác nhân chính gây mưa cho các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là khu vực phía Đông Bắc Bộ, do còn chịu ảnh hưởng kết hợp của đới gió Đông Nam từ biển di chuyển vào, cho nên khu vực tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa rào, tập trung vào đêm và sáng, còn ban ngày thì có mưa ngắt quãng. Dự báo nhiệt độ hôm nay phổ biến dao động từ 25 cho đến 27 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ do ít chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh lệch đông, vì vậy nhiệt độ có phần cao hơn, từ 1 cho đến 2 độ nữa. Một điều đáng lưu ý nữa là không khí lạnh đang trong quá trình suy yếu và lệch đông. Chính vì vậy, hiện tượng sương mù vào thời điểm đêm và sáng còn xuất hiện trên khu vực. Quý vị cần lưu ý kiểm tra các thiết bị đèn chiếu sáng khi lưu thông vào thời điểm này, đặc biệt là khi di chuyển lên các tỉnh vùng núi phía Bắc trong hôm nay và ngày mai. Cũng chịu ảnh hưởng của đới gió Đông Nam từ biển vào, cho nên các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời còn nhiều mây, có mưa rào rải rác, tập trung chính tại khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, với thời điểm mưa thường là vào đêm và sáng, còn ban ngày trời tạnh ráo sẽ thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời. Dự báo nhiệt độ cao nhất trưa chiều tại khu vực này không cao, phổ biến từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh còn lại của khu vực, từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, do không chịu ảnh hưởng của hình thế thời tiết xấu nào, nên khu vực duy trì trạng thái thời tiết tốt. Ban ngày trời có nắng nên nhiệt độ sẽ dao động từ 30 cho đến 32 độ. Mưa gần như chỉ xuất hiện cục bộ ở một vài nơi. Khu vực có nền nhiệt độ cao nhất trên cả nước hiện nay sẽ là các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Mưa gần như không xảy ra, có chăng cũng chỉ cục bộ vài nơi. Dự báo nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực trong hôm nay cũng như 2-3 ngày tới vẫn duy trì ở mức khá cao, từ 31 cho đến 34 độ. Đặc biệt là khu vực Đông Nam Bộ, nhiệt độ trưa chiều có nơi còn sấp xỉ 35 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa, với nhiệt độ trưa chiều sẽ là từ 28 đến 31 độ, có nơi còn cao hơn. Tiếp nối bản tin là thông tin thời tiết tại các đô thị lớn trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, nằm trong xu thế thời tiết tại các tỉnh thành khu vực Đông Bắc Bộ, cho nên tại thủ đô Hà Nội, trời duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào nhẹ vào thời điểm sáng sớm, kèm theo đó là hiện tượng sương mù. Như vậy sẽ phần nào ảnh hưởng đến tầm nhìn của các phương tiện lưu thông vào thời điểm này. Ban ngày thì sẽ có những khoảng tạnh ráo, dẫu vậy nhiệt độ cũng không vượt quá ngưỡng 27 độ. Đến với thành phố Việt Trì, thời tiết không khác biệt là mấy so với thủ đô Hà Nội. Với hiện tượng sương mù vào đêm và sáng sớm sẽ ảnh hưởng phần nào tới quá trình lưu thông của quý vị. Vì vậy, việc kiểm tra các thiết bị đèn chiếu sáng, còi là điều cần thiết trước khi di chuyển lên khu vực này, đặc biệt là tại những đoạn đường đèo dốc, những khúc cua ngoằn ngoèo. Dự báo nhiệt độ ngày đêm tại thành phố chênh lệch nhau không nhiều, dao động từ 20 đến 26 độ, về đêm trời lạnh. Do không chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa nào cho khu vực, cho nên tại thành phố Đà Nẵng sẽ bắt đầu một ngày mới với nắng xuất hiện từ sớm. Nhiệt độ trong buổi sáng sẽ tăng dần từ mức 24 độ vào lúc 7 giờ sáng cho đến 30 độ vào lúc 13 giờ và cao nhất trong ngày có thể đạt mức từ 30 đến 31 độ. Trời không quá nóng, thời tiết nhìn chung là ủng hộ cho các hoạt động ngoài trời của người dân thành phố. Đi sâu về phía Nam, đến với thành phố du lịch Nha Trang trong ngày hôm nay, trời có nắng sớm nhưng cường độ nắng không quá mạnh. Và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 31 cho đến 32 độ. Về tối và đêm, gió biển thổi mạnh sẽ làm cho nền nhiệt độ ở Nha Trang giảm xuống, còn khoảng từ 24 cho đến 26 độ. Trời mát mẻ, thích hợp cho các hoạt động vui chơi giải trí, cũng như thuận tiện cho đời sống thường nhật của người dân tại thành phố biển nổi tiếng này. Trạng thái ít mưa, ngày có nắng nhẹ sẽ là kiểu thời tiết điển hình tại thành phố Đà Lạt trong ngày hôm nay. Đến với thành phố Đà Lạt những ngày tháng 11 này, đi đâu người ta cũng dễ dàng bắt gặp màu vàng rực rỡ của hoa dã quỳ dưới ánh nắng vàng ươm, khiến cho cả một thành phố nhỏ miền cao bừng sáng, tràn trề sức sống tươi mới. Với kiểu thời tiết ít mưa, ngày có nắng nhẹ thì quý vị không nên bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp nhất của hoa dã quỳ, chính là lúc trời vừa sáng tầm 8 đến 10 giờ và hoàng hôn là khoảng từ 4 đến 5 giờ chiều. Bởi lúc này thì nắng không quá gắt mà cứ như màn sương buông nhẹ lên cánh hoa vàng, quyện vào nhau thêm phần lung linh quyến rũ. Dự báo nhiệt độ trưa chiều tại Đà Lạt cũng chỉ từ 23 cho đến 24 độ, về đêm trời rét nhẹ với nhiệt độ thấp nhất giảm xuống khoảng 16 độ. Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, dự báo hôm nay trời tiếp tục ít mưa, nắng xuất hiện từ sáng cho đến chiều, cho nên nhiệt độ tại đây cũng khá cao, dao động từ 33 đến 34 độ. Thời tiết nắng ráo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động lưu thông, buôn bán cũng như các hoạt động ngoài trời của người dân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và chúc quý vị một ngày mới tốt lành.